Các bạn ơi, khi xem video clip của Việt Thảo, nhớ subscribe hay là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Thank you. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu Hải sản Đỗ Gia là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản thiên nhiên 100% được đánh bắt từ vùng biển của Nova Scotia ở Canada. Được nhập trực tiếp từ Canada, các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được bảo quản với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất với các kho chứa hàng, bể nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của thế giới. Hải sản Đỗ Gia, nơi phân phối trực tiếp tôm hùm đến các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn cõi Việt Nam với giá cả tốt nhất. Hải sản Đỗ Gia ở địa chỉ số 33 đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0898 303 799 hoặc 0985 11 76 76. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu. Xin kính chào quý vị, tôi là Alicia Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi, đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Việt Thảo, chuyện bên lề số 790 đến 794. Nhớ vào xem, đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị. Nhớ vào xem nha. Alicia xin được cấp. Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè, anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đang thực thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và Anpira ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Rồi có muối tiêu chanh đầy. Đây là cua lột. Cảm ơn. Rồi tiếp tục cái món cháy làm tiếp ha. Rồi các bạn, đây là món cua lột chiên giòn, đúng không? Chiên bơ. Cua lột chiên giòn và chiên bơ, chắc chắn phải giòn thử liền à. Coi nó giòn không biết liền à. Giòn cú lần cầm là biết rồi nè. Ui cha, nó gãy xuống. Giòn là giòn cái bụng, chứ con cua đâu có giòn ha. Vừa ăn đúng không hả? Ôi trời ơi, cái này chấm muối tiêu là ngon lắm. Muối tiêu chanh. Ăn ngon. Nhưng mà cua lột ở đâu có làm hoài, nó lột là lột, một năm nó có lột. Cái này mình từ Thái Lan, từ Việt Nam quan thảo. Là tức là có lột nó dự trữ cho mình. Ăn với xà lốc nè. Local cũng có. Ô, ở Texas này local có cua lột mà. Có con là nuôi. Ôi à, coi xà lách son rồi đã không? Một ngoạm á, cái này ăn với một ngoạm luôn á. Ăn đi, ăn đi. Ngon quá. Đây là nhiều người mơ ước ăn cung lột, cua lột nè. Đây có đủ hết trơn. Mình chơi cái me cua này ha. Như vậy là cua lột người ta có bán cho mình là cua lột thẳng, quanh năm suốt tháng có.
cho nên đến bất cứ lúc nào ở đâu cũng có hết. Nó dễ làm. Dễ. Cua nó có lột đẳng hơn. Lăn bột thôi. Lăn bột thôi chiên. Dạ. Nhưng điều mà phải vấn đề là lăn ra bột nó giòn. Hay là chọn loại bột. Hả? Hay là chọn loại bột. Tiêu bột mì thì mà bột gạo thì nó cứng. Dạ đúng rồi. Thì mà em biết biết làm. Ăn thì nó xốp mà nó vừa vừa miệng. À hả. Có hơi mặn đúng không anh? Anh ăn là tại hay tại anh tránh nó mặn. Thì cái này mình không có bỏ gì, chỉ lăn bột thôi. Cười ở ngoài có những suất màu đen đen đó là suất hào, dầu hào. Dạ. Yeah. Không ạ. Như các bạn thấy không, từ giờ mình ăn đồ chiên không à. Cua lăn bột cũng chiên. Mình đang ruột heo cũng chiên giòn. Chim cút quay, thật ra nói chim cút quay cũng là chiên. Chứ đâu có ai mình đem chim cút quay hồi nó khô khóc hết. À, có cái bí quyết làm chim cút này. Bột câu cũng vậy. Các loại chim cũng vậy. Tôi nói điều này nha, đừng có rầy tôi là giống như suối người ta ăn chim sát xanh nha. Tôi không suối người ta cũng ăn. Nhưng mà chỉ cho các bạn biết làm thế nào ăn cho nó ngon. Tôi nói thí dụ cái con bột câu giặt lông rồi, làm sạch sẽ rồi, nếu đem chiên nó nứt da, đúng không? Cho nên đầu tiên là phải hấp hay là luộc sơ nó đi, để cho cái da nó chín nhẹ, để cho nó không có nứt, lúc đó mình mới chiên. Vậy thôi. Ok, món kế tiếp là món ếch chiên bơ. Rồi, cũng là chiên. Thì thay vì cua lăn bột chiên thì bây giờ ếch lăn bột chiên. Cảm ơn. Cũng muối tiêu chanh, cái này nó cũng một phần. Vô cứ làm tiếp nha, mình ăn rất mau. Đây là của ếch này, đừng có nói ếch Cuba đi. Đùi ếch. Đùi ếch, chứ không phải là nguyên con ếch. Đùi ếch. Nó làm sẵn bán đùi không? Cái này cũng nhập khẩu từ Việt Nam hay là Thái Lan. Ok. Trung Quốc. Chứ bên Cuba con ếch lớn lắm. À, một con có thể lên tới một pound á. Có con cả ký lô có luôn, ếch rất lớn. Hồi xưa bên Cuba có cho Việt Nam bao nhiêu cặp để làm giống nó, mà không biết có phát triển được hay không. Anh đi, mời, xin mời. Dạ anh hả. Đây là cái đùi ếch nè. Cũng giống như tất cả là đùi ếch. Nóng. Tôi thích ăn ếch hơn là ăn cua lột hả? Tại cua lột ăn ít thật quá à, nó mềm. Cua lột nó bột nhiều hơn là đúng này. Con ếch này cái thịt nó nhiều hơn nè. Thịt con này. Lòng no phải không? Thì ngán. Ngán hay no? Nó no nhưng mà lòng ăn ít, ăn đồ chiên không có nhiều. Bữa nay ăn nhiều bữa. Dạ, bữa nay cũng ăn nhiều lắm đó. Ăn đi, bây giờ ăn bữa. Không ăn thuốc mày đó. Ngon quá. Ây chà, tối nay mà tôi ăn tôi uống rượu cái này là xỉn rồi nha, không có giỡn chơi đâu. Mình mới có 8 món thôi. Mình còn 8 món nữa, mới đi được nửa đoạn đường thôi các bạn. Các bạn nào mà dòm tôi ăn, bây giờ chán thì đi ngủ đi nha. Còn nếu mà thích thì cứ dịch theo dõi tiếp. À, nói thì nói vậy thôi, chứ không phải là việc Thảo ăn để cố tình làm cho các bạn thèm, hay là ăn để cho các bạn thấy thích thú, không có mục đích đó. Tôi ăn là thoải mái như vậy. Ăn ngon, uống ngon, cái gì ăn cũng ngon. Và ăn ngày hôm nay, mục đích để giới thiệu cho các bạn biết, nhà hàng Tây Đô ở tại Houston, Texas có nhiều món chiên ngon. Đương nhiên mình vô mình đâu có kêu lần hết món chiên này. Thường thường kêu công phần gia đình thì kêu ăn cái món appetizer, rồi mình kêu món chiên ăn chơi cũng được, rồi tới ăn canh chua cá kho hay là ăn cái gì đó. Chứ không có giống như Dịch Thảo bên đây khùng khùng đi kêu toàn chiên không à. Nhưng mà mục đích của tôi rất rõ ràng, muốn giới thiệu hết món chiên. Các bạn nào muốn biết món chiên ở Tây Đô có cái gì là bữa nay coi nè. Dạ. Món miếng nữa nha, ăn miếng nữa. Ôi chào ơi, nó hơi sần sần rồi đó nha, không có giỡn nha. Ăn bữa không? Kiếm cái cục nào bự bự. Cục bự không phải cục bột đâu, mà ngay cái đùi. Con ớt nó đặc biệt ở chỗ đó.
cái cục bự là ngay cái miếng đùi nó mập nhất, thịt nhiều nhất luôn, đúng bon. Ui cà bự rồi. Cái thịt con ớt thường thường đó, nó lạc chứ nó không có đậm đà như thịt heo hay thịt bò hay thịt gà, thịt vịt. Ăn là nhờ cái gia vị của nhà. Ớt nó cũng có giống như seafood. Ok. Đó là món ớt. Mình không có câu giờ nha các bạn, không có kéo dài nha. Bây giờ ra tới món nào là ăn món đó luôn. Đây là món ớt các bạn đã biết rồi. Bây giờ tới cá chiên. Ủa chá. Cá chiên nước mắm ăn tầm lớn. Cá chiên nước mắm đây là ăn tầm lớn nè, đưa vô cảm ơn. Đây cũng là món chiên. Cá chiên món ngon lắm. À ha. Cảm ơn anh bưng cái này vô được rồi. Dạ. Từng lấy cơm trắng không? À ăn chơi đâu cơm trắng nè. Cơm trắng nên có sẵn đi, mình cần thì mình thích mình bỏ miệng. Dạ, cảm ơn anh Tùng. Có một điều đó. Cái cơm trắng lợi hại lắm nha. Ăn một miếng nhiều miệng cái mình đỡ ngán. Không, nó đỡ ngán, nó ngon miệng lắm, mình ăn nữa được. Chứ bây giờ mà cứ ăn dầu mỡ chiên dầu hoài rồi cái nó ngán. Có các bạn nói, ủa tại sao có món cá chiên, tại nó chiên mà. Hôm nay tôi nói cái gì chiên là mình ăn. Đó. Ui cha. Ồ quên chụp hình hồi nãy, ớt cho mình chưa hả? Không nhắc, quên nhắc rồi. Quên món ớt rồi, uống quá. Đây, món cá chiên. Rồi, đâu ăn sao đây, ông xếp cúc vẽ ra coi. Kiểu gấp thôi, bây giờ đùa này xuống ha. Đùa cái này là để cho đẹp thôi. Cá gì ha? Này cá red snapper. Rồi. Red snapper. Đâu cấp gì nó từng biết cái này lóc ra nó từng. Wow, wow. Bẻ nguyên nguyên luôn nè. Ui cha. Ôi cha bự quá, bự quá. Tụi quái có cái da này nè. Đó. Ui cha, cái này mà ăn có cơm là bá cháy luôn. Chấm luôn hai anh em mình mà chị nhỏ. Này có rau thơm như cà rốt. Ăn nó đỡ ngán. Ngon quá. Con này bao nhiêu hả? Con này hả? Thường thường khoảng 30 đồng. Nó quá rẻ đi. Có một lần tôi bên Đúc Châu kêu con cá nhỏ xíu 40, à đúng rồi 40 đô Úc cũng khoảng 30 tiền Mỹ. Nhưng mà nó nhỏ lắm, nhỏ xíu à. Ăn chơi chơi vậy thôi à. Con cá này ăn một mình ăn không hổ nổi đâu, ăn no luôn á. Cảm ơn Hiêu Tập. Rồi, cái chi đi cháu chơi một chén cơm này hết không? Qua trời cái chén cơm để đây ăn chục. Rồi, cảm ơn nghe. Dạ. Thì nói ở trong cứ làm món kế nha. Ok. Món kế mà nếu mà ra ở đây chưa kịp thì chờ một chút mà kịp okay, thì cứ ăn luôn. Tự nhiên. Dạ, rồi cảm ơn. Xin chào. Bọc nè. Thương Thảo. Nó có miếng cơm mà mới ngon. Thảo cần đổi dĩa. Không cần, không cần. À đổ dĩa hả? Được. Có dĩa ở đây. Nè, đổ luôn đi. Chà. Bữa nay là hội chiên. Mới có không? Có. Có. Rồi, rồi. Okay. Ăn miếng cơm đi. Ăn miếng cơm đi. Ăn miếng cơm cho nó ngon miệng. Nói cho thèm miếng cơm á. Rồi ăn miếng cơm cá chiên ngon quá Long ơi. Nhìn Thảo nha. Rồi cảm ơn, nhiều quá. Mình được cái deep fry á, nó lợi hại lắm luôn. Chiên mấy cái này là đã. Chứ thật sự cái chảo ở nhà nó dầu ít chút xíu mà chiên không được. Chiên được. Con này thả vô là ngập, nhưng mà chung quanh con cá là dầu không. Thì nấu chiên mới được giòn cái này nè. À,
Trời ơi, tôi gấp không kịp, ngừng nó nha. Nó ngon vậy đó các bạn. Chết cha rồi, làm sao đây ép đây trời, nó ngon quá mà. Đó, chấm nước mắm nè. Được rồi, ngon. Cứ vô nghe, cứ vô. Rồi, món này là cà lớp, với mực, răng muối. Wow, để lên luôn. Không ngồi, răng vừa thổi nè. Cảm ơn, để lên luôn. Wow. Để luôn, ăn tiếp, ăn tiếp, ăn tiếp. Chậm chậm chút nha, chậm chậm chút nha. Rồi, đưa ăn ngon quá. Sợ các bạn chờ lâu á, mà hối trong nhà bếp vừa làm lẹ ra nè. Ăn xong miếng cá. Ngon quá ngon. Dạ được, từ từ. Có thể nói hầu như trong chúng ta từ nhỏ tới lớn ai cũng đều ăn cá chiên. Ở Việt Nam mình, cá rô chiên, cá trê vàng chiên, cá lóc chiên cũng có nữa. Đủ loại cá được chiên được hết. Cá chẽm, ôi trời ơi, cá chẽm mà chiên hay là muối sả ớt chiên ăn, ôi trời, nó tuyệt vời. Thì khi qua bên biển nó có nhiều loại cá khác nữa, cá biển, phần lớn là cá biển, chứ ít có cá đồng, cá ruộng như ở Việt Nam mình. Và đặc biệt ở các tiệm qua, tiệm Việt Nam bán thức ăn như thế này, có cái deep fry, cái lò mà đựng dầu ở trong nguyên một cái thùng luôn, nó sôi một cái thả nguyên sâu xuống dưới. Nó khác gì Việt Nam mình có cái chảo mình chiên, còn tiết kiệm mỡ, tiết kiệm dầu sợ nó, thành ra chiên mặt này xong tới mặt kia chiên lâu lắm còn thả vô luôn, cho nên rất là ngon, rất là giòn. Cá chiên ăn không với cơm được, ăn xì dầu rất ngon. Thậm chí là mình có thể cuốn bánh tráng ăn cũng ngon nữa. Mùa, tùy theo mùa và tùy loại cá khác nhau, nhưng phần lớn là cá red, red snapper là đều có hàng năm, đúng không? Hình như hầu như vậy, nhưng hầu mà như vậy. Đôi lúc nó cũng... Tao đi câu cá snapper thường thường đó, ủa chăng nó sâu ở dưới á. Câu bỏ cục kỳ lớn là sâu xuống dưới xong rồi nó ăn nhẹ nhẹ, giật cá đem lên, nhiều khi 2-3 con, nếu làm 2-3 lưỡi câu. Ăn rất là ngon luôn. Ok, để cho nó đừng có nguội, mình qua liền cái món kế là món mực scallop rang muối. Scallop tức là sò đẹp của Việt Nam mình đó, trong một cục thịt lớn vậy nè nha. Bây giờ mực với sò đẹp rang muối như thế nào? Bây giờ mình ăn thử cái scallop trước nha. Đây, nói tên này nè. Đặc biệt con sò đẹp nó có cục thịt lớn lắm luôn. Ủa chà, thơm quá. Nó mất. Làm cái bầu của ngoài giòn quá, ngon quá. Ăn đi Long. Dạ anh Thảo. Đừng có bắt tôi ăn mực á. Thử miếng mực nha. Món này ở đây cũng bán nhiều lắm Thảo. Ngon quá mà không bán nhiều sao được. Ai lợi ăn quá dễ ăn mà. Nó không xương không gì, chỉ cần bỏ vô miệng thôi. Đây là mực nè. Cái này miếng mực bự là chắc luôn á. Dạ, chắc là mới chắc rồi. Nhưng mà cách làm mình làm theo cái Việt Nam khác với nhà hàng Tàu. Nhà hàng Tàu thường nó chỉ lăn bột chiên giòn, nó không có xào. Cho nó bỏ ra muối tiêu chanh, muối tiêu ở kia bên mình chấm. Còn của mình thì chiên giòn xong phải xào, có gia vị trong đó luôn. Mình vừa có xà lách son, hình giấm này kia ở dưới lót, mình ăn không có đủ, không có đỡ ngán hơn. Các bạn có biết bây giờ là tôi no không? Ăn tới đây là muốn no rồi đó. Nhiều bạn nói trời ông Dược Thảo đã quá, ăn toàn đồ ăn ngon không. Bữa nào các bạn thử ăn no rồi tôi bắt các bạn ăn nữa thì mới biết cái nỗi khổ của tôi bây giờ. No rồi đó. Nhưng mà hôm nay tôi phải ăn cho hết mấy cái món chiên, hoặc là gần hết các món chiên của nhà hàng Tây Đô, để nhằm giới thiệu với các bạn khắp nơi. Và tôi nhắc lại nha, giới thiệu là giới thiệu, đương nhiên làm sao ai có khả năng hay là đôi khi không có điều kiện hoặc là phương tiện để đến với nhà hàng Tây Đô tại Houston, Texas, thì ở nhà mình coi đây rút kinh nghiệm và học một cái bài học từ cái người khác ăn và làm thức ăn, mình thêm vào cái menu, cái thực đơn cho gia đình mình nó phong phú hơn. Biết được một ngày nào các bạn lật ra đem mực về sắc miếng miếng miếng, lăn bột chiên, scallop thay vì luộc cấp chiên,
Dạ. Và bây giờ hiện giờ mình đang ăn cái món gì? Ăn cái món là mực scallop rang muối. Các bạn đang thưởng thức cùng thèm và cùng ăn với Dịch Thảo tại nhà hàng Tây Đô ở tại Houston, Texas. Dạ. Ui cha, tôi cũng phải ăn lẹ thôi, các bạn chờ sốt ruột quá đi. Hả? Thường thường mình ăn vịt phá lấu nè, mình ăn vịt vịt gì? Vịt quay. Vịt luộc, vịt nấu cháo. Còn này vịt chiên giòn, deep fry đúng không? Dạ, deep fry. Wow. Nhưng mà phải ướp, nhưng mà phải ướp. Ok các bạn, đây là vịt quay. Vịt chiên giòn chứ không phải vịt quay. Đây là vịt chiên giòn nha, Việt Thảo nói là rất rõ. Như Việt Thảo đã nói, thường thường chúng ta ăn quay nè, chúng ta ăn luộc, ăn ngấp, ôi chả đủ thứ hết. Nấu cháo cũng có, những cái này là chiên giòn. Ăn cái gì trước nè? Chưa chụp hình. Phải không? Quên chụp hình đấy. Dạ. Yeah. Ok. Anh thích ăn mấy miếng gần của câu này nè. Rất là giòn. Là có mỡ. Dạ. Yeah, nhưng mà nó lại giòn. Cần chấm không? Thử thử thằng không, thử thằng không trước nha. Cái này mình có gia vị trong đó sẵn. Ừ. Cái này nó hơi cứng quá, cái xương không có cứng mà nó giòn à. Ừ. Cái này uống bia cũng được, cái món này ngon. Tôi bảo đảm quý vị luôn, bảo đảm các bạn luôn, có người ăn rồi nhưng chứ phải không, ở khắp nơi có bán mà, nhưng mà không phải là nhiều người nha, không phải ai cũng ăn đâu. Chính tôi cũng ít ăn cái món mà vịt mà chiên giòn lắm. Ngọt quá. Ăn đi, ăn đi đó. Lắm bây giờ ngồi dòm thôi lắm. Nè, cái này phụ câu nè. Phụ câu, phụ câu. Tôi đã lên tiếng cái phao câu rồi. Mà nó đành đoạn nó ăn cái phao câu của tôi. Ôi cha ơi, cái này là cái gì nè? Nguyên cái đùi nè ông ơi. Cánh. Hả? Cánh. Cánh là đuổi cái đuôi. Cái đuôi là bên em Thảo. Ồ, còn này là... Ủa, cái cánh bự vậy đó hả? Wow. Bây giờ tôi dòm tới thất thần rồi. Quá trời luôn. Chấm cái này. Nhiều quá à, chắc bớt ra. Để bớt ra. Nhiều quá không hết. Thôi để ăn cái miếng nhỏ đi. Thôi cắn cái này ăn cho nó đã. Cái ăn cơm được. Ngon quá. Mình đang ăn vịt phải không? Hay là mình ngưng ở đây đi. Mai ăn tiếp chứ ăn nữa không ngon không? Dạ nhiều quá anh Thảo, ăn nhiều quá nó cũng nóng rồi, đồ chiên nhiều. Không phải, mình ăn nhiều được, nó mất ngon. Mai ăn tiếp, nha. Dạ, dạ. Kêu ở trong coi có làm không hay là ngưng. Ở trong đang làm món gì rồi? Bữa mua em mới ra chờ. Ở trong có, nào ngoài nghe nha, ở trong có đang làm gì không? Bây giờ làm tôm rang muối ngưng nha, đừng làm để mai mình làm tiếp. Dạ, yeah, nhiều quá rồi. Hay là làm luôn đi, làm luôn cho xong bữa nay. Làm luôn, làm luôn. Ăn luôn. Các bạn thấy chưa? Chưa có ai khùng như tôi hết mà. Ăn không cách chi, tôi chấp các bạn luôn, ăn không nổi đâu. Đó là ăn mỗi thứ một ít nha. Chứ không phải là ăn hết à. Cho nên các bạn đừng có tưởng đi ăn gì là sướng đâu. Ăn khổ thấy bà luôn á. Mà tại ăn cho các bạn vui, cho các bạn biết những cái món ngon. Đây là một trong những nét đặc biệt, cái phong thái, cái phong cách văn hóa ẩm thực của người Việt Nam ở tại hải ngoại. Người Việt Nam đây kể luôn cả người Việt lai tiều, người Việt gốc Hoa cũng là người Việt Nam. Người Việt Nam có nhiều sắc dân lắm, lai khắp nơi hết nha. Người Việt lai Khmer cũng được kể là người Việt. Và mỗi một cái sắc dân người Việt Nam mình đi khắp nơi, cái văn hóa ẩm thực nó thay đổi tùy theo từng vùng từng miền. Và ngày hôm nay, Việt Thảo muốn được giới thiệu cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam, đặc biệt là anh em, tôi dùng cái chữ dòng họ nhà Tây Đô, nha, từ Vĩnh Châu sang tới đây rồi, hơn 30 mấy năm trong nghề và mở nhà hàng Tây Đô này để phục vụ. Cho nên các bạn
ở Houston nhiều nhà hàng lắm luôn, khắp nơi hết, trên đường Bel Air có ở đâu có, nhưng mà nhích chút xíu về Highway 6 South, ở nơi đây có nhà hàng Tây Đô đang chờ đón các bạn với những món ăn mà Việt Thảo đang ngon ngày hôm nay như các bạn đã thấy. Hôm nay đặc biệt ăn món chiên ngan, ăn tiếp tục cho đến khi nào nhà hàng thôi làm thì mình mới ngừng. Yeah, rồi món kế tiếp em. Bây giờ là sườn rang muối. Ủa, tôm rang muối. Tôm rang muối giòn ăn luôn vỏ. Giòn ăn luôn vỏ. Yeah. Mới thời Định Kiêu Ngưng á. Đây, tôm rang muối. Trời ơi trời, công tình của tôi đây ép. Bà má ơi, 25 pound trong một tháng sụt xuống. Mà tôi ăn cái này đó, chỉ cần 3 bữa ăn là nó lên lại 10 pound như chơi luôn. Rồi xin mời. Ăn sao đây? Bóc luôn đi, bóc tay ăn cho nó ngon. Tôi là khoái thử cái miếng củ hành trước à. Nhiều khi cái miếng củ hành xác định được cái đầu bếp giỏi dở. Ừ, giòn. Cái mặn của nó là từ muối này nó thấm ra cái củ hành ngon quá. Ừ. Sao? Bữa nay đầu bếp ngồi cho người khác làm thấy sao? Dạ. Giòn giòn. tôi ăn mà tôi ngồi tôi cười. Tôi đến một lúc ngày nào đó tôi chết không phải vì bệnh tật nha. Tôi chết không phải vì tai nạn nha. Mà chết vì ăn quá no nó chết. Nóng quá, ăn nóng muốn phỏng lưỡi luôn. Ngon. Cái này ăn cơm không? Ăn luôn vỏ. Dạ, nó vỏ lắm, giòn. Hồi nhỏ tôi không biết, mà sau đó tôi cũng không nghiên cứu. Tôi nói rằng ăn tôm có nhiều calcium, calcium, chất dồi. Thì nhiều anh em nói trật lắc rồi. Cái đó khoa học chứng minh cũng có. Nó có nhiều cái chất gì đấy chứ không phải là chất dồi như mình nghĩ. Mà tới giờ này tôi cũng chẳng có nghiên cứu, không biết nghe người ta nói vậy thì tin vậy. Coi như là ăn tôm ăn luôn vỏ cho nó giòn ngay miệng thôi. Chứ không phải nó có nhiều chất dồi. Cái đó không biết đâu, tôi không biết. Ngon quá. Có quyền bóc cơm. Ngon không? Cái này ăn cơm ngon lắm á. Thiệt là ngon. Ăn con nữa. Tôi phải cái củ hành này kìa. Nói bạn nghe vui lắm, hồi chiều bà má ngồi đằng kia bà dòm rồi. Tôi mới tới đây ha. Bà má bà nói đi ăn cái gì để đói bụng. Tôi nói hâm, con để hồi con ăn luôn. Tôi biết họ ăn nhiều, bà nói hâm, ăn. Để đi vô kêu tôi nói làm cái tô mì vịt tìm ăn. Cái tôi mới nói gạt bà, tôi nói để con vô con kêu cho. Tôi làm bộ tôi nói vậy, tôi định kêu. Bà nói không, mày kêu nó không làm đâu, để tao kêu. Trời ơi chết. Tôi trốn riết. Bà má có cái đó ngộ lắm. Bà bắt ăn, không ăn bà giận á. Vậy mà bữa nay tôi trốn bà được là hay lắm. Ngon quá. Cái này mà ăn bắt tôm ghê luôn. Cắm nước hiểm. À, quá ngon. Cái này mà nếu mà làm có đầu có gạch còn ngon hơn. Uh-huh. Cái này không có. Tại vì mình bán ở Mỹ các dân sang dân con hết. Uh-huh. Mình không thể làm giống như là Việt Nam ăn có đầu. Uh-huh. Mỹ nó một chiều. Cái này có đầu ngon hơn. Dạ, yeah. Nhưng mà nó không thích thì nữa mình không có thể mà làm giống có đầu. Uh-huh. Nếu có đầu thì ngon, nó gạch nó rất là thơm. Rồi, đã tới nữa rồi. Lúc đầu tôi tính ăn từng món với từng món nha, bây giờ là tới tóc luôn. Bây giờ tôm rang muối xong tới sườn rang muối. À. Rồi cảm ơn. Cảm ơn rồi cứ để đây. Úi cha, mau giật mình. Sườn rang muối, mà chụp cái hình.
Ok. Dạ. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Đây là sườn rang muối nha các bạn. Sườn rang muối nha, không phải sườn rang mặn nha. Nó khác à. Hai cái hoàn toàn khác. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi ăn những cái món chiên. Ở đây nó là rang chứ thực sự là chiên. Nhớ. Rồi, thử. Có lăn bột là cái chắc luôn. Có lăn bột. Lăn bột nó mới giòn. Tất cả, bát rib. Tất cả những món này đều nấu với bia được hết. Đúng rồi. Cái này là bát rib nè. Dạ. Hai cái miếng sườn bự á, nằm phía sau. Này đâu phải ướp nữa. Mình chiên mình rắc à, em rắc lên chiên à. Lăn bột khô, chiên nó giòn rồi, rồi bỏ lắc bột. Rồi khảo rồi. Ngon quá. Chỉ luôn đâu có sao đâu, dễ các bạn. Ở nhà cứ việc đem sườn ra. Rồi bắt đầu áo bột lên, chiên. Coi như deep fry được thì deep đó. Chiên xong, chín rồi phải không? Rắc muối lên. Xong xào lại cái nữa. Là xong. Xào có hành vô. À chà, cắm miếng ớt cay ngon quá. Ăn này ăn cơm đã đời luôn. Như vậy các bạn thấy rõ, hôm nay chúng tôi ăn không có theo một cái chuẩn mực nào cả, không có phải là ăn trong một cái bữa ăn nhiều món ăn, ăn toàn những món chiên của nhà hàng Tây Đô mà các bạn đang theo dõi cho đến bây giờ. Chưa biết sao bữa nay là ngày mai ăn cái gì nha, cứ ăn bữa nay trước cái đã. Hồi nãy là suýt chút nữa tôi đầu hàng rồi, nhiều quá. Nhưng mà thôi, mình đã sườn rang muối rồi, còn mayonnaise, walnut tôm nè, đậu hũ lúc lắc nè, gà chiên sốt cay nữa nè, ăn cho nó xong luôn. Ăn cho nó xong luôn bữa nay, ngày mai quay món khác. Rồi có gì đem ra lẹ. Không thôi không đem ra tôi ăn tiếp á. Ngon quá. Ăn cái món sườn này mà tôi nhớ ở Đồng Khánh, ở bên đường Bonsa, ở bên Cali. Hồi đó tôi ăn nó có làm cái món sườn mà để nguyên cái khúc sườn dài, nó nhúng trong muối luôn. Phải làm qua một ngày một đêm. Hôm sau chiên lên ăn mặn, thức mặn bạn cơm rất ngon. Nó ngộ vậy đó. Chứ không phải úp lạc lạc, úp mặn mà ăn rất là ngon. Ăn cái này nhớ cái đó. Ngon quá. No mà cứ bốc cơm đúng hoài. Rồi, món kế ra nữa à. Bây giờ tới mayonnaise, walnut, tôm. Tôm chiên. Với lại walnut là ốc ốc chó đó. Cái hộp ốc chó nè. Ô, cái này nó phải walnut hả? Hay là casual? Cái gì đó? Walnut. Casual là hộp đào. À, cái là walnut phải không? Hộp đào. À, ok. Có broccoli nữa. Đẹp quá. Cho món kế cứ việc làm ra nha. Các bạn thấy tụi tôi ăn không có câu giờ đâu. Miễn có ra là ăn liền hả? Để giới thiệu cho các bạn biết có nhiều cái món ngon. À, uống miếng rượu vô. Đó là các bạn thấy tại sao trong cái thời gian hồi trước tháng 12 của năm 2018, khi mà trong chương trình Tonight của Việt Thảo có hứa, tức là my resolution của năm 2018 là phải giảm 20 pound thôi. Lúc đó nói là giảm 20 pound. Tức là tôi giảm từ 170 còn 150. Cái resolution là cái quyết tâm của mình phải làm cho bằng được. Và trong năm 2018 tôi đã làm được điều đó. Chỉ trong vòng một tháng giảm được 25 pound. Vào cái tháng cuối cùng của tháng 12. Cho nên các bạn thấy trong suốt thời gian đó tôi không có đi thu hình, ăn uống. Một cái chuyện đơn giản dễ hiểu các bạn thấy đó. Nếu mà ăn kiểu này, trong vòng một bữa ăn mà ăn như gì, không cách gì giảm cân nổi đâu mà nó còn tăng cân nữa. Cho nên đây tới mà thấy tôi mập lên, đừng có thắc mắc nha. Sau khi nhà hàng Tây Đô này tôi mập lên là chắc chắn luôn. Nhưng mà không sao. Có mập một chút cũng không sao. Rồi mình sẽ diet, mình giảm cân, mình tập thể dục lại. Nhưng
tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Nó có nhiều cái món ăn ngon ở trong một nhà hàng. Và cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam mình nó thay đổi nhiều lắm. Rồi có người muốn ăn ngon, thậm chí có người nói rằng bây giờ thèm ăn cái xôi gà chiên mà không biết mua ở đâu. Các bạn thấy không? Ở đây có nghe. Nhưng mà cái này phải order trước không? Cái này không có, thường là làm đám cưới thì có. À chứ bình thường là không có phải không? Hôm nay sắp tới có luôn đi. Để hôm nào đi, hôm nào thì Thảo sang cái món xôi gà chiên của Tây Đô rồi các bạn thấy. Đến đây cái món đó đủ rồi. Bây giờ mình ăn cái này đến nguội nha. Ok. Đây là hộp cái hộp walnut. Walnut tức là hộp ốc chó. Không phải, phải không? Phải đúng rồi. Bên trong nè, nó như khi mà nó tròn lại giống như cái ốc người ta vậy đó. Giòn quá. Tôm là bự luôn á, bảo đảm. Trời ơi con mà. Ăn chứ không? Dạ. Có nổi không? Ăn đi. Lòng phải no. Ủa, tao phải một mình tôi không no, một mình Lâm no đâu. Mấy món làm đám cưới này chắc luôn. Cũng có. Ngon. Ôi cha. Lâm không ăn là tôi ngứa ngứa, đừng dở. Bây giờ đến giờ phút này đó, cái ăn của tôi là coi như nỗi khổ nhưng mà nó sướng. Nói chơi cho vui, ăn cho ngon miệng mà. Tôi qua ép mình ăn đâu, ngon quá. Ăn cái mút broccoli cho nó nhẹ cái miệng liền. Giờ Thảo muốn được giới thiệu các bạn cái món tôm mayonnaise sốt, sốt mayonnaise tôm với lại walnut. Đây là cái món chiên nha. Nhìn thấy như salad nhưng mà tôm phải chiên. Đây cũng là một trong những món chiên của nhà hàng Tây Đô. Ok. Đây là món thứ 14. Món thứ 15 là món đậu hũ lúc lắc. Yeah. Cái nào phần 10 người phải không anh? Một người. Một người á hả? Cảm ơn Tổng. Úi trời. Các bạn thấy đủ anh không? Tôm chiên, thịt chiên, thịt thì có thịt gà chiên, thịt vịt thiên chiên, thịt gì nữa? Thịt đậu chiên. Rồi bây giờ đó, đầu biển thì có tôm chiên nha, scallop chiên, mực chiên, cá chiên. Bây giờ tới về rau quả thì nó có đậu hũ chiên. Nhiều món chiên luôn. Mà cái này là chai là cái chắc luôn đúng không? Nó là chai, có hành này không chai được. Nó ăn chai ăn hành được. Hành ăn được. Hành hẹ rồi bây giờ ăn được, đó là tỏi ăn được. Nhiều người cử kiên theo quá đáng thôi. Có rất nhiều người không thích ăn thịt nhiều quá nên cái đậu hũ. Rồi ăn thử. Bây giờ cái đậu hũ này đặc biệt như thế nào? Thì giống như là bò lúc lắc vậy đó. Nhưng mà mình xài bằng đậu hũ, không có xài bằng bò. Thử nha. À nóng, biết nóng luôn á. Cái này mà cắn cái bột vô là khổng á. Ở ngoài nó không nóng mà trong nó nóng. Nhà mới làm chạy mà sụp mồ hôi luôn. Nóng quá. Ăn ngon quá. Ăn đi lắm. Món này coi như món chay. Các thầy, các cô gì đó, các sư gì lại đi ăn chay được hết. Trong nghề ngoài kính. Ha. Đúng là trong mềm, ở ngoài xốp thì đúng hơn. Xốp. Ngon quá. Nóng quá.
bốc khói mượn của anh. Ở dưới xoài lá xoan ha. Dạ, xoài xoan nó giống như bò lô lắc nhưng mà mình xài bò đổi bằng đậu hũ nha. Cũng rất nhiều người thích. Thay vì mình để bò lô lắc thì là đậu hũ, thấy đậu hũ thôi. Dạ, thì cái đậu lô lắc. Ở đây gọi là đậu hũ lô lắc. Ngon quá. Có ai lại ăn giúp cho tôi không? Ok, còn một món nữa các bạn, gà chiên sốt ga, để chúng ta ăn ngon ngày hôm nay tại nhà Tây Đô. Trời ơi, quá trời, nguyên một con gà luôn. Cái này là phần ăn hai con. Hai con hả? Wow. Wow. Cái này để chơi giòn chứ ăn gì nổi nữa trời. Ăn đi, ăn cái nha. Bây giờ đứa ăn miếng cho nó ngon. Dạ, rồi, dạ, ha. Dạ, dạ. Đó rồi. Gà ổ miếng rụt á. Đây là gà chiên sốt cay các bạn. Như vậy thì chúng ta đã ăn được, ui trời, 16 món. Chả giò Việt Nam nè, chả giò tôm Tiểu Châu nè, càng cua bọc chảo tôm nè, cánh gà chiên bơ nè, chim cút quay, ruột heo chiên giòn, cua lột chiên bơ, ớt chiên bơ, cá chiên, mực scallop, rang muối, thịt chiên giòn, tôm rang muối, sườn rang muối, mì nêu quả nếp tôm, đậu hũ lúc lắc, cơm, gà chiên sốt cay. Đó là những món tiêu biểu của Tây Đô, món chiên ngày hôm nay các bạn cùng ăn và cùng thưởng thức và cùng thèm với Diệp Thảo. Bây giờ ăn cái gì bây giờ? Lấy cái đồ. Đuôi lên nè. Hả? Lên đuôi nè. Phải không? Dạ đúng. Ui cha. Rồi, Long, xin mời. Cái đó thịt nhiều lắm đó. Wow, wow, wow. Để thử coi cái nước sốt bên ngoài. Cái này sốt này với tôm qua là khác nha Thảo. À ha. Cái này sốt cà là giống như sốt cà. À ha. Tôm qua mà nó sôi gà đó. À ha. Cái sốt khác. Hôm qua đó các bạn thấy, hôm qua đó cái sôi gà không có thu hình nha. Cho nên cái khổ như thế này các bạn không có biết đâu. Thu hình ăn như gì nha. Xong rồi nó lại còn làm đồ ăn cứ bắt ăn nữa. Chứ không phải được tha đâu. Các bạn tưởng tôi ăn gì là xong rồi đó. Không có. Cái này để thu hình thôi. Còn cái ăn thiệt là bàn kia thì không chuẩn bị đằng đẵng á. Ngon quá. Bóc miếng tôm được. Ôi cái này ăn tôm ngon quá. Cái này mà kêu không dĩa sôi nữa. Ngon. Được. Thay vì gà chiên giòn, gà chiên giòn có nước sốt đặc biệt của Tây Đô. Các bạn ơi, thời buổi bây giờ không phải ai cũng giàu, nhưng mà cũng không phải ai cũng nghèo. Có người giàu vô cùng tận nha, mà bây giờ cái số giàu nhiều lắm luôn. Vấn đề giàu nghèo ở đây nó chưa quan trọng bằng chúng ta có được cái món ăn ngon hàng ngày cho chính bản thân mình hay gia đình. Có người có tiền ăn không được, ăn không biết ngon. Có người nghèo không có đủ tiền để mà sinh sống, đụng cái gì ăn nó cũng ngon. Bới một chén cơm nguội chan với nước mắm ăn vẫn ngon. Bỏ một hộp muối hột ăn vẫn ngon. Có người có tiền đường bạc biển nha, ngồi mâm cao cổ đầy ăn không được. Có nhiều người có tiền thậm chí đi kiếm một dĩa cơm rau. Tôi không phải tôi nói tôi có tiền nha. Mỗi lần về Tân Cảng ở bên Cali, tôi ra tôi kêu dĩa đọt đậu Hòa Lan, ngồi chấm nước tương, chan nước tương, ăn cơm ngon lắm. Cho nên tất cả những thức ăn ngon ngày hôm nay chúng tôi ăn nhằm mục đích để giới thiệu và quảng cáo cho các bạn biết. Và ngày hôm nay, đích danh Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu đến các bạn nhà hàng Tây Đô ở tại Houston, Texas. Có trên 38 năm. 32 năm. Có trên 32 năm. Bà tôi nhớ 30 mấy năm, 32 năm. Là cái thương hiệu đã có rồi. Và khách đây là khách quen nhiều. Cho nên,
muốn giới thiệu để cho các bạn nào chưa biết có dịp đến để ăn. Nếu nói rằng lợi ăn mà ngon quá trời ngon thì không dám đâu, nói đó nó xạo. Nhưng mà ăn khó chê được, tại vì nó hợp với khẩu vị của mình. Và có những món ăn khi tôi giới thiệu các bạn để ý, có những món không phải đến là có nha. Có những món tôi ăn mà ở đây không có làm bán, làm cho Việt Thảo ăn. Có những món làm quý vị muốn ăn phải order mới có, và có những món đến order tại chỗ. Ngày hôm nay Việt Thảo muốn được giới thiệu sau cái món 6 món lobster, rồi cái gì nữa ha, là quên rồi, cái gì ta, 6 món gì ta, à 6 món gỏi, 6 món gỏi nha. Rồi bữa nay là 16 món chiên, chưa hết nha, còn nữa nha, nhưng mà tiêu biểu là 16 món chiên. Rồi ngày mai còn cái gì nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi và cho phép tôi được cảm ơn các mạnh thường quân và các nhà bảo trợ đã bảo trợ sponsor cho chuyện mình lời hôm nay của Việt Thảo. Và đặc biệt cảm ơn đến các bạn đã donate cho kênh YouTube của Việt Thảo. Và cũng cảm ơn các bạn đang theo dõi chuyện mà các bạn nóng lòng sốt ruột lắm. Nhưng mà tôi đang thực hiện phóng sự, hay thực hiện ký sự, hay thực hiện những cái ăn uống để giới thiệu cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam tại xứ người, và đặc biệt là nhà hàng Tây Đô đến tới với các bạn. Chuyện bên lề về ma, chuyện bên lề về tâm linh, chuyện bên lề về những câu chuyện ma trong dân gian, kho tàng dân gian Việt Nam sẽ được kể sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn trong những chuyện bên lề kế tiếp với những món ăn ngon tại nhà hàng Tây Đô ở tại Houston, Texas. Thank you and I love you. Cảm ơn các bạn đã xem chuyện bên lề của Việt Thảo. Nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Và nhớ nhấn vào cái chuông để cho nó báo cho mình biết khi có video clip của Việt Thảo mới upload lên trên YouTube. Cảm ơn các bạn. Nhớ nghe subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Yeah. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu Hải sản Đỗ Gia là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản thiên nhiên 100% được đánh bắt từ vùng biển của Nova Scotia ở Canada. Được nhập trực tiếp từ Canada, các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được bảo quản với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất với các kho chứa hàng, bể nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của thế giới. Hải sản Đỗ Gia, nơi phân phối trực tiếp tôm hùm đến các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn cõi Việt Nam với giá cả tốt nhất. Hải sản Đỗ Gia ở địa chỉ số 33 đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0898 303 799 hoặc 0985 11 76 76. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu. Xin kính chào quý vị, tôi là Alicia Chow của Chow Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi, đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Việt Thảo. Chuyện bên lề số 790 đến 794. Nhớ vào xem. Đó là cuộc sống. Đó là quyền lợi của quý vị. Nhớ vào xem nha. Alicia xin được cảm ơn. Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè. Yeah. Anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Còn mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến Việt Thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ, tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer hoặc Anne Peter ở số điện thoại là 714-833-8738.
Chevron lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Canyon Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Canyon Water, the best water. Order.